toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, Mariupol lâm nguy, lính đánh thuê NATO cầu cứu vô vọng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 55. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về những diễn biến trên chiến trường, tại mặt trận Mariupol, việc tấn công của Nga vào khu vực Azovstan vẫn tiếp tục, ghi nhận những trận chiến ác liệt đang diễn ra tại đây. Các nhóm xung kích của Nga tiến hành thanh lọc khu vực dọc phố Taganrovskaya khu dân cư phức hợp số 1. Quân Ukraine bị đẩy khỏi khu vực công nghiệp nằm tại phía đông của đại lộ Edinsto. Giao tranh nổ ra trên đại lộ Popedi tại trạm kiểm soát của nhà máy Azovstan và trong các tòa nhà công nghiệp gần đó. Quân đội Nga một lần nữa kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ tại thành phố Mariupol đầu hàng trong ngày 20 tháng 4 với nỗ lực giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự mới ở phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Nga căn cứ hoàn toàn vào nguyên tắc nhân đạo một lần nữa đề nghị các binh sĩ trong những tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc cùng lính đánh thuê nước ngoài dừng chiến dịch quân sự từ lúc 14 giờ theo giờ địa phương ngày 20 tháng 4 và ra đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hạn chót đầu hàng mà Nga đưa ra trước đó đã trôi qua và không một binh sĩ nào từ phía Ukraine thực hiện. Các chỉ huy của Ukraine trước đó đã phòng thủ đến cùng. Theo hãng tin TASS, đại tá Mikhail Mizinsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết lực lượng vũ trang nước này cũng đã mở ra ba hành lang nhân đạo gần nhà máy thép Azovstan cho phép người dân rời đi. Qua chức Nga và Ukraine đều xác nhận giai đoạn 2 của chiến dịch tại Ukraine đã bắt đầu tại Donbass. Quốc đội Ukraine cho biết giao tranh trở nên dữ dội hơn ở khắp khu vực này. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó cho hay tại Mariupol tình hình vẫn nghiêm trọng và không thay đổi. Ông Zelensky cho biết lực lượng Nga đang phong tỏa các hành lang và các cuộc di rời khỏi thành phố Mariupol. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã gặp các thành viên Quốc hội để đề nghị gia hạn lệnh thiết quân luật ở Ukraine. Ngày 19 tháng 4, thiếu tướng Sergiy Volina, chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN từ Mariupol rằng cần có một nỗ lực quốc tế để đưa binh lính và dân thường mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal ra ngoài. Tôi đã có một tuyên bố với thế giới, đó có thể là tuyên bố cuối cùng của tôi vì chúng tôi chỉ còn một vài ngày, thậm chí vài giờ. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng quy trình di rời binh lính và dân thường đang ở cùng chúng tôi trong nhà máy. Chúng tôi đề nghị họ đưa chúng tôi sang lãnh thổ của nước thứ ba và đảm bảo an ninh cho chúng tôi, ông Volina nói. Lực lượng Ukraine còn sót lại trong nhà máy bị bao vây đang cố thủ trong khu vực nhà máy thép Azovstan. Dưới chức Ukraine cho biết hàng trăm người dân đang trú ẩn dưới hầm của nhà máy. Một cảnh sát Maripol nói với CNN rằng nguồn lương thực, thực phẩm và nước của họ đang cạn kiệt trong cảnh bị pháo kích dữ dội. Khi được hỏi làm thế nào để có thể rời đi, ông Volina nói điều này cần đạt được ở cấp độ thỏa thuận. Nếu nói về hoạt động thực tế, đó có thể là một con tàu hoặc đội trực thăng được điều đến để đón chúng tôi, hoặc một sứ mệnh nhân đạo quốc tế để đảm bảo an toàn và hộ tống chúng tôi đến một quốc gia mới. Ông nói rằng tình hình ở nhà máy thép đang nguy cấp với nhiều binh lính bị thương mà ít được chăm sóc y tế. Thông tin về các mặt trận khác, khu vực Uleda không có thay đổi lớn, Ukraine phòng ngự tại Marinka, Uleda, Velikaya Vonosenka. Khu vực Zaporizhzhia, quân Nga di chuyển về phía đông, Kuiyapole. Khu vực Mykolaiv có thông tin cho rằng lực lượng Ukraine ở đây phải chịu tổn thất nặng và quân Nga vẫn chưa tiến công. Khu vực Odessa, Ukraine vẫn đang phòng ngừa khả năng Nga tiến hành đổ bộ. Ukraine chuyển một số lực lượng từ Odessa tới tiếp viện cho Mykolaiv. Khu vực Abdipka, giao tranh tại Novo và Chorsky có khả năng nổ ra các trận đánh lớn trong vài giờ tới. Khu vực Lugansk, quân Lugansk xác nhận việc chiếm được Kremenaya và đang tiến dần vào Popasna, có giao tranh ở phía nam Zubichne và ngoại ô Severodonetsk. Khu vực Izum, lực lượng Nga đang tiến tới Slavyansk và Kramatovsk từ phía bắc và tây bắc, giao tranh được ghi nhận ở phía bắc Krasny Liman và Yampol, ngoài ra còn có giao tranh dữ dội theo hướng Pavenkovsky. Khu vực Kharkov, quân đội Ukraina có nỗ lực phản công gây sức ép lên Izum nhằm buộc Nga giúp một phần lực lượng khỏi các đợt tiến công. Phía Bắc Kharkov cũng ghi nhận nổ ra các cuộc giao tranh. Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vedechuk mới đây cho biết nước này đã nhận 60 quân nhân và 16 dân thường trong đợt trao đổi tù binh mới nhất với Nga, nhưng không tiết lộ số binh sĩ Nga được trả tự do trong đợt trao đổi lần này. Hôm nay chúng tôi đã trao đổi 60 quân nhân, trong đó có 10 sĩ quan, 16 dân thường đang trở về nhà, bà Vedechuk thông báo trên Telegram. Bà Vedechuk xác nhận đây là đợt trao đổi tù binh thứ 5 giữa Nga và Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuần trước, Ukraine thông báo đã trao trả 30 tù binh theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cũng đề nghị trao đổi nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk, người bị Ukraine bắt giữ sau khi trốn lệnh quản thúc tại gia, để đổi lấy những người Ukraine bị phía Nga bắt giữ. Ông Medvedchuk, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine, bị nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với Nga. Trong một video mới đây, ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin thỏa thuận với nhau để đổi ông lấy lực lượng phòng thủ và người dân Ukraine trong thành phố Mariupol. Phía Ukraine đã đề nghị một cuộc trao đổi tù binh với Nga theo đó sẽ đổi ông Medvedchuk lấy các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ đề nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, ông Medvedchuk không có mối quan hệ nào với chiến dịch quân sự của Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc mới đây cho biết quân đội Ukraine vừa nhận thêm máy bay và linh kiện để sửa chữa máy bay bị hư hại. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố, Ukraine hiện có nhiều máy bay chiến đấu có thể hoạt động hơn so với hai tuần trước. Ông không nói rõ những quốc gia nào chuyển giao máy bay, nhưng khẳng định Washington chỉ cung cấp linh kiện. Điều này có thể sớm thay đổi. Tuần trước, Mỹ đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 800 triệu đô Mỹ, mở rộng chủng loại khí tài có thể cung cấp cho Ukraine, trong đó có 11 máy bay trực thăng Mi-17. Sau gần 2 tháng giao tranh, cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời vẫn diễn ra rất ác liệt. Quân đội Nga sở hữu ưu thế trên không và có thể dùng không quân bảo vệ lực lượng trên mặt đất. Trong khi đó, phía quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào hệ thống phòng không và máy bay phương Tây hỗ trợ để kháng cự mạnh mẽ. Hiện tại, trọng điểm giao tranh chuyển sang khu vực phía đông. Cả quan chức Nga lẫn Ukraine đều tuyên bố giai đoạn 2 của cuộc chiến đã bắt đầu tại Donbass. Về phản ứng của các bên, châu Âu lo Maripol sớm thất thủ, nói về 20.000 lính đánh thuê Nga. Trở lời báo chí, quan chức cấp cao giấu tên của châu Âu ngày 19 tháng 4 nhận định, Maripol có thể thất thủ trong vài ngày tới, với tổn thất có thể lớn hơn cả ở Bucha. Nhận định về xung đột Nga-Ukraine trong những ngày tới, quan chức trên nói rằng tôi lo sợ rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn cả ở Bucha. Đến ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Putin có thể tuyên bố giải phóng được Maripol, vì vậy tôi đoán Maripol sẽ bị kiểm soát trong vài ngày tới. Ngoài ra, theo người này, có khoảng 20.000 lính đánh thuê từ công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga cũng như từ Libya và Syria đang tham chiến tại Ukraine. Căn cứ vào năng lực, thì lực lượng đánh thuê này chủ yếu là bộ binh. Không có vũ trang và phương tiện hạng nặng và chủ yếu được sử dụng để gây số đông trước sự kháng cự của Ukraine. Cũng theo vị quan chức này, đã có sự luân chuyển một số chiến binh từ Libya và Syria tới Donbass trong thời gian vừa qua. Mục tiêu trung hạn của Nga là kiểm soát các vùng Lugansk và Donetsk thuộc khu vực Donbass ở miền đông Ukraine và thiết lập một cầu đường bộ nối Donbass với bán đảo Crimea trong vòng 4-6 tháng tới. Điều này có thể đẩy xung đột hiện nay rơi vào bế tắc. Mỹ và Anh không tham dự một số cuộc họp G20 nhằm phản đối Nga. Ngày 19 tháng 4, một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ không tham dự một số cuộc họp của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra trong tuần này tại thủ đô Washington do có sự tham dự của Nga. Nguồn tin trên nhấn mạnh rằng cả Bộ trưởng Tài chính Yellen và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều đã nói rõ rằng Nga không thể hoạt động bình thường trong nền kinh tế toàn cầu và điều này bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế cũng như các hoạt động của nhóm họp G20. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã ủng hộ yêu cầu loại Nga khỏi G20, trong khi đó Bộ trưởng Yellen tuyên bố hồi tuần trước về việc không tham gia một số phiên họp của G20 nếu Nga tham gia. Những sự kiện mà bà Yellen không tham dự bao gồm các cuộc họp về tài chính bền vững và kiến trúc tài chính quốc tế. Tuy nhiên, có một số sự kiện mà bà Yellen sẽ tham gia bao gồm lễ khai mạc với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Ukraine. Trong khi đó, một nguồn tin của chính phủ Anh ngày 19 tháng 4 cho biết, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cũng sẽ không tham dự một số cuộc họp của nhóm G20 trong tuần này nếu có Nga tham dự. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 19 tháng 4 cho biết, ông sẽ dẫn đầu đoàn Nga tham dự các phiên họp G20. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19 tháng 4 cho hay, nước này không thể bị buộc đưa ra lựa chọn giữa Nga và Ukraine. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người đứng đầu bộ phận truyền thông của văn phòng Faretin Atun nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự tin cậy từ cả Nga và Ukraine nhờ sự chân thành và đóng góp thực tế vào quá trình thúc đẩy hòa bình và thể hiện rằng Ankara không thể bị buộc phải lựa chọn giữa Nga hay Ukraine. Ông Atun còn cho biết thêm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có nhiều nỗ lực ngoại giao. Kể từ khi xung đột tại Ukraine xảy ra và thường xuyên liên hệ với cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Montenegro xin lỗi Nga vì đưa tin nhầm cắt đứt quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Montenegro đã công khai xin lỗi vì trước đó đã thông tin sai về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Theo hãng tin TASS, hôm 18 tháng 4, Đại sứ quán Nga tại Montenegro thông báo rằng có một công hàm đã được Moscow gửi tới Bộ Ngoại giao Montenegro yêu cầu làm rõ dòng tweet mà bộ này đăng tải cho biết họ đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Trong phản hồi mới nhất, Bộ Ngoại giao Montenegro đã đưa ra lời xin lỗi trên Twitter vì đưa tin sai lầm trước đó về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Chúng tôi xin lỗi công chúng về việc sai lầm nghiêm trọng trong một báo cáo được đăng tải trước đó. Thông báo rằng một số hạn chế đã được thực hiện thay vì chỉ là được đề cập tới, cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Montenegro cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 19 tháng 4. Trong ngày 18 tháng 4, Đại sứ quán Nga tại Montenegro nói với TASS rằng một công hàm đã được gửi tới Bộ Ngoại giao Montenegro yêu cầu làm rõ về dòng tweet mà Bộ Ngoại giao nước này đăng tải có nội dung cho rằng họ đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Montenegro đăng một tuyên bố của Ngoại trưởng Dodi Radulovic, nói rằng Montenegro cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, tuy nhiên dòng tuyết này đã bị gỡ bỏ vài giờ sau đó. Theo bài đăng, tại cuộc họp về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, ông Radulovic đã kêu gọi các tổ chức nhà nước của Montenegro thực hiện các hạn chế do chính phủ áp đặt đối với Nga. Trong phần bình luận của bài đăng Twitter nói trên, Bộ ngoại giao Montenegro công bố danh sách các biện pháp do chính phủ yêu cầu, bao gồm cắt đứt quan hệ ngoại giao, cắt đứt hoàn toàn hoặc một phần quan hệ kinh tế và các liên hệ về hậu cần, bưu chính giữa hai nước cũng như các dịch vụ khác. Một lệnh cấm vận quân sự, hạn chế nhập cảnh đầu tư, nhận các khoản thanh toán và các biện pháp trừng phạt khác cũng nằm trong danh sách. Sau khi một số người dùng Twitter đang bình luận hỏi liệu nước này có cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga hay không, cơ quan báo chí Bộ ngoại giao Montenegro đã xóa bài đăng nói trên. Đầu tháng 4 này, thủ tướng Montenegro, Dritan Abazovic cho biết nước này đã thông qua các biện pháp trừng phạt chống lại Nga do chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Nga là nhà đầu tư lớn ở Montenegro, quốc gia NATO và là ứng cử viên xin gia nhập Liên minh châu Âu. Nhiều người Nga và tài phiệt Nga có tài sản hoặc du thuyền ở Montenegro. Chính phủ Montenegro đã áp dụng các biện pháp hạn chế để đáp trả cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Thủ tướng Abazovic cho biết trên tài khoản Twitter của mình mà không nêu rõ chi tiết biện pháp nào nằm bên bờ biển Adriatic, Montenegro có nguồn thu chính dựa vào khách du lịch từ Nga và Ukraine. Cũng vào đầu tháng 4, Montenegro đã yêu cầu 4 nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước mình với lý do vi phạm các nguyên tắc ngoại giao. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của Montenegro ở Moscow. Hôm 1 tháng 3, Montenegro cho biết họ đã tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, nhưng cho đến nay mới chỉ đình chỉ các chuyến bay giữa hai nước. Năm 2015, Montenegro từng cùng với các thành viên EU khác áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga sau khi Moscow sắp nhập Crimea. Năm 2016, Montenegro cáo buộc Nga hậu thuẫn cho một âm mưu đảo chính bất thành tại nước này nhằm ngăn cản Montenegro gia nhập NATO. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này. Về các lệnh trừng phạt, Canada trừng phạt con gái ông Putin nói về những người phải chịu trách nhiệm. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 700 cá nhân và thực thể Nga, cũng như Belarus. Ngày 19 tháng 4, Canada thông báo đã trừng phạt thêm 14 người Nga vì mối liên hệ của họ với Tổng thống Nga Putin, trong đó có hai con gái lớn của Putin là Maria Voronsova, 36 tuổi, và Katerina Tikhonovka, 35 tuổi. Trên trang Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chúng tôi sẽ không bớt nghiêm khắc trong việc buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về thái độ của họ trong các hoạt động của Nga tại Ukraine. Người con gái cải Maria của ông Putin là một nhà nghiên cứu y tế và được cho cũng là một nữ doanh nhân. Cô con gái thứ hai, Kateria, từng là một vũ công, nay đang là một nhà phát triển công nghệ. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24 tháng 2, Canada đã áp lệnh trừng phạt đối với hơn 700 cá nhân và thực thể từ Nga cũng như Belarus. Tuần trước, các lệnh trừng phạt nhắm vào các tổ chức đã hỗ trợ quân đội Nga. Kể từ khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 1.100 cá nhân và thực thể liên quan tới điện Kremlin. Nga lên kế hoạch khởi kiện đòi lại 300 triệu đô la Mỹ dự trữ bị phương Tây phong tỏa. Nga đang có kế hoạch triển khai các bước đi pháp lý nhằm lấy lại khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối đang bị nhiều chính phủ phương Tây đóng băng, một đoàn trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh châu Âu muốn gây thiệt hại cho kinh tế Nga để phản đối việc Moscow can dự quân sự tại Ukraine. Hãng tin Interfax ngày 19 tháng 4 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabilia cho biết đây là hành động phong tỏa tài sản chưa từng có tiền lệ ở quy mô và cấp độ toàn cầu lớn nhất từ trước tới nay. Vì thế Nga sẽ phải chuẩn bị cho phương án khởi kiện và sẵn sàng gửi đơn khởi kiện. Tuy nhiên, bà Nabilia không đề cập chi tiết đến kế hoạch này cũng như khung thời gian thực hiện. Quan chức Ngân hàng Trung ương Nga từ chối đề cập đến đối tượng Nga dự định khởi kiện cũng như cơ sở pháp lý để Nga thực hiện khởi kiện. Trước đó, Nga cũng đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moscow vỡ nợ với các khoản vay nước ngoài. Ngày 26 tháng 2, tức hai ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 và Ủy ban châu EC đã công bố quyết định áp lệnh trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Nga, Chặn thiết chế này tiếp cận khoản dự trữ ngoại hối và vàng. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không thể tiếp cận được gần một nửa trong tổng số 609 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng rúp vốn bị mất giá sâu ngay sau khi nổ ra chiến sự tại Ukraine. Nga vì thế buộc phải áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn, yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu phải bán ngoại tệ thu được cho ngân hàng. Hungary tuyên bố không ủng hộ trừng phạt dầu mỏ khí đốt nhằm vào Nga. Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Sijato hồi đầu tháng này từng tuyên bố nước này phản đối lệnh trừng phạt nhằm vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga. Hungary không có ý định ủng hộ hành động trừng phạt nhằm vào nguồn cung dầu mỏ khí đốt từ Nga. Đây là phát biểu được Bộ trưởng Peter Sijato đưa ra từ cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara ngày 19 tháng 4. Chúng tôi sẽ không ủng hộ việc cấm vận dầu mỏ khí đốt Nga, nguồn cung khí đốt từ Nga tới Hungary sẽ không bị gián đoạn. Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Sijato nói, trước đó chính ông Sijato cũng khẳng định Budapest phản đối cấm vận nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Chúng tôi hiểu rằng một số người họ quan tâm tới lợi ích khác như lợi ích của chúng tôi nằm ở việc đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Hungary và chúng tôi sẽ đảm bảo nguồn cung đó bởi không ai được phép ép buộc người dân Hungary phải gánh chịu cái giá của chiến sự Ông Giato nêu quan điểm hôm 19 tháng 4. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh TV 24 giờ.